Nhắc đến Bà Rịa Vũng Tàu, du khách gần xa nghĩ ngay đến những hình ảnh biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng các tour du lịch biển đảo hấp dẫn. Nhưng Bà Rịa Vũng Tàu còn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, những làng quê ngoại thành, những cánh rừng nguyên sinh để có thể phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng hấp dẫn. Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, thời tiết nắng nóng gay gắt nên nhiều du khách đã lựa chọn tìm về các khu nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên để tận hưởng không khí trong lành mát mẻ. Và khu nghỉ dưỡng Suối Rau Ecolodge tại huyện Châu Đức, nơi hơn 95% diện tích được phủ bằng cây xanh, vì thế trở thành điểm đến lý tưởng được nhiều du khách lựa chọn. Hãy cùng chúng tôi khám phá địa điểm này quý vị nhé! Cụm thông Caribe này được trồng tại khu nghỉ dưỡng Suối Rau Ecolodge từ 14 năm trước. Chúng đã trở thành những cây thông già. Mỗi lần gió ngang qua, tiếng thông treo lên như tiếng hít thở sảng khoái của đại ngàn. Cây thông già, rặn dương sĩ, nhánh lan rừng hay những chú nhện miệt mài giang tơ dưới ánh bình minh đồng sương sớm. Tất cả đã tạo cho khu nghỉ dưỡng Suối Rau Ecolodge vẻ đẹp tự nhiên, bình dị, đầy chất thơ. Tôi làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh và xuống đây thường xuyên, vì nơi đây thật yên tĩnh, thanh bình. Chúng tôi thích nhìn ngắm những chú chim, ong bướm, những bông hoa, và càng tuyệt vời khi đi bộ xuyên rừng. Nó rất thoải mái, thư giãn, và tôi nghĩ tôi sẽ tới đây mỗi tháng một lần. Suối Rau Ecolodge là thành quả của hơn 10 năm cần mẫn kiến tạo của nhà sinh vật cảnh Lê Thị Nga cùng các cộng sự. Không đơn thuần là khu nghỉ dưỡng, hiện nơi đây đã trở thành khu bảo tồn đa dạng sinh học với gần 1.000 loài thực vật, gồm các cây thảo mộc, các loài hoa, cây gỗ quý, nấm. Trong không gian rộng 5 hecta, chỉ có 5% diện tích dùng để xây dựng một phòng trà, một nhà hàng và 8 căn villa. Và tất cả đều được làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường, tạo nên sự gần gũi, nhẹ nhàng, hòa quyện với thiên nhiên. Trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, nhiều du khách, nhất là du khách nước ngoài, đã tìm đến Suối Rau Ecolodge để nghỉ dưỡng, chữa lành sau quãng thời gian làm việc căng thẳng, nhiều áp lực. Suối Rau Ecolodge đã là một cái tiêu chí để cho mọi người có thể đến đây để với một cái không gian hàng triệu cây xanh và hàng nghìn loài động thực vật khác nhau, thì nó sẽ có tác dụng về chữa lành rất tốt. Và điều đó chứng minh rằng kể cả những cái du khách từ Mỹ, từ Singapore hay từ Đức, từ Ấn Độ, họ đều đến tới Suối Rau để làm những cái khóa chữa lành 5 ngày hoặc là một tuần lễ để retreat lại cơ thể. Tại Việt Nam hiện có 6 khu Ecolodge là vùng sinh thái biệt lập, có địa hình đồi núi, cánh đồng, cánh rừng, trong đó có Suối Rau Ecolodge, huyện Châu Đức. Làm du lịch như Suối Rau Ecolodge thì chưa có lãi, nhưng lãi chính là ở giá trị cốt lõi, giúp mọi người có thể tận hưởng bầu không khí trong lành, nghỉ dưỡng, từ đó nghĩ về môi trường nhiều hơn, trồng thêm cây xanh khi có điều kiện. Quý vị thử tưởng tượng trong không gian rộng 5 hecta mà có đến 95% cây xanh thì quả là lý tưởng để chúng ta tận hưởng cảm giác mát mẻ trong một cái thời điểm nắng nóng gay gắt như hiện nay, đúng không ạ? Nếu đã quá quen với biển, với nắng gió của Bà Rịa Vũng Tàu thì trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, quý vị hãy thử tìm hiểu ở một góc khác của Bà Rịa Vũng Tàu ngay tại Suối Rau Ecolodge, huyện Châu Đức. Chúc quý vị sẽ có một chuyến đi lý thú cùng gia đình, bạn bè tại địa điểm này nhé.